Ngày 22 tháng 3, Thánh Nicholas Owen, năm 1606. Thánh Nicholas, thường gọi là Tiểu Gioan, thân hình nhỏ nhắn nhưng lại vĩ đại về sự quý mến mà các linh mục dòng tên dành cho ngài, sinh vào thế kỷ thứ 16 tại Oxford, nước Anh. Ngài hành nghề thợ mộc và đã cứu được mạng sống của nhiều linh mục cũng như giáo dân ở Anh Quốc trong thời kỳ cấm khách năm 1559 đến năm 1829. Mà nhiều đạo luật đã được ban hành để trừng phạt người Công giáo vì sống đức tin. Trong khoảng thời gian 20 năm, Thánh Nicholas đã dùng tài năng của mình để thiết lập những nơi ẩn nấp kín đáo cho các linh mục trên toàn quốc. Công trình của ngài được thiết kế và dàn dựng bởi chính tay ngài, quá tốt đến nỗi biết bao lần lục soát mà quan quân không thể nào tìm thấy các linh mục ẩn nấp trong đó. Ngài có tài tìm kiếm và thiết lập những nơi an toàn như địa đạo ngầm dưới đất, khoảng cách giữa hai bức tường và các ngõ ngách không cách chi vào được. Ngay cả có lần, ngài sắp đặt kế hoạch để cứu thoát hai linh mục dòng tên khỏi nhà tù ở London. Bất cứ khi nào Thánh Nicholas bắt đầu hoạt định những nơi ẩn nấp, ngài thường khởi sự bằng việc rước mình Thánh Chúa. Và trong suốt tiến trình dàn dựng đầy nguy hiểm ấy, ngài thường đến với Thiên Chúa qua sự cầu nguyện. Sau nhiều năm phục vụ với công việc khác thường ấy, ngài đã gia nhập dòng tên với tư cách thầy trợ sĩ. Tuy nhiên, sự liên hệ này đã được giữ bí mật với những lý do chính đáng. Sau nhiều lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, ngài bị bắt năm 1594. Mặc dù bị tra tấn dã man, ngài vẫn không tiết lộ danh tính của các người Công giáo. Sau khi được thả tự do với một số tiền hối lộ, Tiểu Gioan lại trở về với công việc cũ. Ngài bị bắt lại vào năm 1606. Lần này, ngài bị tra tấn quá dã man và đã chết vì đau đớn ngày 2 tháng 3 năm 1606. Quân cai ngục cố tuyên rằng ngài đã thú nhận tội lỗi và tự tử. Nhưng hành động anh hùng và sự thống khổ của ngài sau đó đã được lan truyền khắp nước. Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 tôn phong chân phước ngày 15 tháng 12 năm 1929. Và Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 nâng ngài lên hàng các thánh tử đạo ngày 25 tháng 10 năm 1970 như một trong 40 vị tử đạo của Anh Quốc và Wales. Thank you.